Chào các bạn đã quay lại với kênh Được Nguyễn Bất Động Sản nha. Hôm nay là mình sẽ đưa các bạn đến một vùng quê nằm ở giữa lòng thành phố, rất là yên bình luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Nhưng mà là nó chưa cho thông xe nha, nó chưa có cho khánh thành. Mình cũng chạy lén trên đây thôi nha các bạn, để vô nhà ông anh. Cảnh rất là đẹp luôn đó các bạn, đứng từ trên cầu nhìn xuống là sông nước này nọ rất là đẹp. Đứng câu cá rất nhiều luôn, sông nước này. Chủ nhà dễ thương và vui tính nha. À, làm giỏi, em sơ chế hết rồi, giờ để Hưng xuống làm thôi chứ em biết làm đâu. Đó, nhìn nè, thằng này mặc áo hồng là biết rồi. Đó, đẹp trai không? Không biết phải con luôn. Kế bên nhà là có nguyên rẫy bắp luôn nha mọi người. Bữa sau về đây là có bắp luộc ăn rồi. Mấy cái ao, mấy cái vuông vậy nè. Trong đây chắc là nuôi cá, nuôi cua gì đó. Cái mè quá vậy, quá trời trái. Cái mè trái quá trời. Nuôi gà nữa. Mà mình đang làm ếch nha, chuẩn bị là có món ếch nướng hoặc là ếch xào xả ớt nha. Đấy. Làm
ớt để mà chuẩn bị trước, để tí nữa mà nướng hoặc là xào sả ớt nha mọi người. Rồi, bạn gái với lại em gái xinh đẹp nè đang làm chuẩn bị gà để mà đãi mọi người. Tí nữa là sẽ có món gà nướng nha mọi người. Vân ơi, quay mặt lên coi. Trời ơi, đẹp mà lo vậy em. Hello mọi người, em tiễn thêm hai em gái vô phụ bếp nha. Bây giờ anh em ở đây là ăn me đàm đạo trước vô cuộc nhậu nha. Ăn me đàm đạo với ớt. Giờ em cắt vô luôn chứ em không đập ra nữa, phải không? Tại giờ không có con dao rồi để đập luôn. Phải quay thì quay thấy cái mặt anh nè, chứ đâu phải quay vô cái thiệt chán kìa. Đẹp trai phải quay đó. Đi đây. Quá đã luôn nha mọi người. Khoan dừng lại khoảng 2 giây nha. Giống chứ giống ai trời. Oh.